Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Minh Bacardini, là Best Sommelier của Việt Nam năm 2009. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau với một chủ đề hết sức là thú vị, đó chính là trái cây và rượu vang. Vậy thì trái cây và rượu vang có thể kết hợp được với nhau hay không và kết hợp như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này các bạn nhé. Như chúng ta đã biết, trái cây là một trong những món mà chúng ta thường sử dụng để tráng miệng, bởi vì trong trái cây á, là có cái lượng nước nè, lượng đường cao, độ axit cao, thì với tính chất của trái cây như vậy thì người ta thường sử dụng và được ưa chuộng làm những cái món dessert để đẩy lùi những cái thức ăn, những cái vị tanh của thịt nè, của cá mà các bạn ăn trước đó, và đa số được sử dụng để làm các món tráng miệng. Chính vì tính chất của trái cây là gồm có lượng axit cao, lượng đường cao và quan trọng nhất đó là lượng nước ở bên trong của trái cây. Cái tính chất của trái cây thì hầu hết là không thể kết hợp được với lại rượu vang. Các bạn nhớ nhé, hầu hết là không thể kết hợp được với các loại rượu vang. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là chuối này hay là đu đủ này các bạn, thì hai loại trái cây đó nó có cái độ smoothness của tinh bột, nó có cái lượng đường và cũng vừa phải thôi, và nó có thể kết hợp tốt với lại các dòng, chẳng hạn như là những dòng passito ở đây nè, những dòng passito mà mình đang cầm ở trên tay nè, đó thì hoàn toàn có thể kết hợp được. Còn có một câu hỏi mà trong suốt quá trình mà mình đi dạy các bạn cũng hỏi là ở trên phim ảnh thì các bạn hay thấy có những cái chùm nho đi chung với lại rượu vang, tại vì các diễn viên thì hay lấy một dĩa trái cây lên, đặc biệt là nho và có rượu vang thì sao? Bởi vì rượu vang thì cũng được làm từ nho. Câu trả lời đó là nếu như là nho tươi thì cũng không thể kết hợp được các bạn nhé. Đó là một sự kết hợp rất là khập khiễng. Rượu sẽ đi đường rượu mà trái cây sẽ đi đường của trái cây đó các bạn ạ. Tuy nhiên, nếu như mà nho là nho khô hay là các loại trái cây là trái cây khô thì có thể kết hợp được nha các bạn. Bởi vì khi mà trái cây khô á, thì hầu hết là đã mất đi cái lượng nước rồi. Hầu hết là đã mất nước rồi. Và chỉ còn lại đó chính là cái lượng đường và một ít axit ở bên trong trái cây nó giảm đi, cộng với lại cái hương thơm của trái cây nó vẫn còn. Do đó, đối với các dòng passito hay là những dòng ice wine là một sự lựa chọn perfect, một sự lựa chọn hoàn hảo. Hy vọng với chủ đề ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một chút cái kiến thức nào đó để giúp cho các bạn thông minh hơn, văn minh hơn khi mà lựa chọn các loại trái cây và rượu vang. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.